Sáng nay, đồng chí Phan Đức Tiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế đã đi kiểm tra công tác ứng phó với thiên tai tại các địa phương ven biển của thành phố Huế và huyện Phú Vang. Tại các điểm đến, sau khi lắng nghe cả ý kiến trao đổi, Phó Bí thư Tỉnh ủy Phan Đức Tiến yêu cầu các địa phương ban ngành chủ động ra soát, cập nhật, hoàn thiện phương án phòng chống thiên tai trên địa bàn Thừa Thiên Huế phù hợp với diễn biến thiên tai hiện nay theo phương châm 4 tại chỗ, đặc biệt phải ứng phó kịp thời khi người dân cần, đảm bảo thông tin liên lạc 24/24, dự báo kịp thời cho người dân chủ động di dời dân tại các vùng có nguy cơ sạt lở cao. Về lâu dài, cần nghiên cứu bố trí tái định cư cho người dân tại các địa bàn an toàn, cần có sự chuẩn bị tốt nhất, không bị động lúng túng khi thiên tai xảy ra, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh. Trong sáng cùng ngày, ghi nhận tại các địa phương ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế, chính quyền, ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại địa phương đã có sự chuẩn bị tốt, đảm bảo không để nảy sinh những thiệt hại về người và tài sản do thiên tai. Tại khu vực ven biển xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, một trong những điểm nóng về tình trạng xâm thực và sạt lở bờ biển, công tác di dời các hộ dân vùng xung yếu đã được các địa phương thực hiện khẩn trương ngay trong đêm và nhận được sự đồng thuận cao của người dân.